came up on the block with bass in the cut. Tracks, nigga, this slap cut, you know how we fuck with it. I'm from the hood, from the hood, where it's good, where it's good. Trời ơi, bởi sa cơ giữa chiến trường Thọ Tiễn nên võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Chờ
Trời ơi. Đến với tất cả mọi người, đứng đâu giờ trời, này đi, ok. Đến với tất cả mọi người và được thấy tất cả các bạn là những người trẻ tuổi hơn, những bạn hip hopper trẻ tuổi hơn, đặc biệt của CWalk. Thực sự nếu ta nhìn một cách thẳng thắn đi, đúng không? Các bạn nhìn ai cũng biết rõ, nhưng mà chúng ta sẽ biết nhiều hơn khi nghe bài hát này, ok. Và đây là một câu chuyện có thật. Check it. 1, 2, 3, let's do it. Để mình luôn mỉm cười. Người no kẻ đói, người phụ kẻ sói. Một khi sống em thấy mình thổi. Em tên Nam, em 15 tuổi. Tất cả con người Sài Gòn em đều rong ruổi. Em tên Nam, em 15 tuổi. Sắp tới sống trên tay em bé từng ngày từng buổi. Từ 5 giờ sáng em thức dậy em thức áo. Đánh cờ đuổi em được nó đi thay quần áo. Mày thì mua số hay còn tao đi lấy bé. Lấy trẻ bé phải là tao mày hút cháo. Thì tôi cầm mua số kia ăn vội. Có khi chỉ biết thế mà em đi bán đến tối. Ăn cơm thì hết tiền, không ăn thì đói. Cho chứ em nó ăn, cùng mình chịu đói. Chú ơi mua giúp con, chị ơi mua giúp em. Câu đó tôi chỉ được nghe đã có quen. Bất cứ như thế, em đi khắp Sài Gòn. Nhưng lắm như vô bước chân em còn to. Nhiều khi thật quá em ngừng mình, em thở dốc. Lúc mới đi bán mà một mình em còn khóc. Khóc xong rồi mình tính chậm bình tĩnh. Và nó bây giờ dù có gì cũng không khóc. Come on, come on, come on, come on, come on. Put your hands up now, put your hands up now. Get your hands up now, let's go. Em tên Nam, em 15 tuổi. Tất cả con người sẽ có em tên là rút tuổi. Em tên Nam, em 15 tuổi. Sao biết được tình tay em bé từng ngày từng tuổi. Hai đứa ăn cơm thì còn xung quanh hay quý. Khi mới thật sao biết cần ăn bé thật kỹ. Hai đứa là tự nhiên mà không cần ai phải khuyên. Nhiều khi em có hỏi bố mẹ mình đang ở đâu. Nói với tôi cơm rồi cơm chưa mẹ nấu. Em nhớ chừng còn bố đến mẹ sau khi nhậu. Hay là bữa đứa buổi về không biết mẹ bỏ đi đâu. Em không biết, em xem họ như đã chết. Đối với em mọi thứ dường như đã chấm hết. Em chỉ biết cố gắng nhịn dành dùm tiền. Mua bộ đồ đẹp cho đứa em nó mặc tết. Em mong cho ngày hôm nay em gặp mày. Chỉ như mấy hôm vui vì sức khỏe còn trên tay. Bụi lối mắt bầm. Mày bán không hết tao đánh chết mẹ mày. Anh cố gắng. Người no kẻ đói, người cù kẻ sói. Tiếng sống em thấy em tên Nam. Em 15 tuổi. Tất cả con đường Sài Gòn em đều rong ruổi. Em tên Nam. Em 15 tuổi. Sắp đến số trên tay em bán từng ngày từng tuổi. Yeah, ok, this is one more time. Đây là Drop the Draw 2014, đây là CWalk Sài Gòn. Yeah, không có được sự may mắn như ta như bây giờ ở trong đây. Ok nhá. Yeah. Và các bạn có thể check khán giả mình bằng cách check nhạc của mình trên SoundCloud. Sắp tới mình có một cái bay trên nhạc của tôi. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ. Một lần nữa, Drop the Draw. Cảm ơn. Yeah.
Yeah, two step with me, two step with me. One, here comes the two to the three to the four. Everybody drunk out on the dance floor. Baby girl ass jiggle like she want more. Like she a groupie and I ain't even no tour. Maybe cause she heard that I rhyme hardcore. Or maybe cause she heard that I buy out the stores. Bottom of the ninth and the nigga got the score. If not, I gotta move on.